khá là đông. Đây, kêu chỉ cơm tắm. Nhảy có lẽ rõ hơn. Cơm tắm phường Bình Trẻ ha. Có nghe nước cơm mắm. Nước gì? Dạ. Có nước gì? À, dạ em có sữa đậu nành, sữa bắp, trà đá, nước ngọt. Sữa hạt sen. Sữa hạt sen, sữa bắp, sữa đậu nành. À thôi, cho sữa đậu nành. Sữa đậu nành, dạ, một sữa đi. Dạ, con có cơm phở. Cay quá. À, đúng như cơm tắm nhưng mà ta có đồ chua ngọt. Rồi cảm ơn. À, cái chả, chả chai, chả ngấm, bún, tẩu hủ, mày chén, trứng, này bì bì là dùng bún khô á, rồi cái thính gọn lại. Sườn là cái miếng thịt ở cái miếng này người ta bán sườn á, sườn chay á, về cái mình ngâm ra rồi mình ướp mình làm thôi, đơn giản vậy ăn thôi. Kêu một ly sữa đậu nành ướp. Chị xin chén đi nè, cay quá. Thank you.
được, không ngon lắm nhưng mà cũng được. Cái cơm nấu không có bị sượng là được. Thường mấy quán cơm tấm ấy, nấu nhiều quá cơm nó bị sượng. Chị khoảng một chén nước chấm hay nước chan phở hay nước riêu gì cũng được, miễn cái nước á. Nước sốt không chị? Nước sốt khô quá đi. Đi xa về mệt quá, ăn kêu cơm. Tại vì hồi trưa này ăn bánh nên định ăn cơm cho chắc bụng, mà vô cơm tấm không có canh cho nên nuốt không nổi. Xin chán kêu mua thêm chén. Rồi, cảm ơn. Xin chán nước súp rồi. Cho mình chán nước súp nóng hổi. Nước súp này như của phở. Ấm lòng. Cho canh nữa nha chị. Một cái thập cẩm không tí mại. Một cái đường cắt bởi vì hai canh nha. Đây, súp. Này súp. Này kêu là súp. Có súp dễ ăn. Có nước súp này ngon quá. Nấu một phở y mùi phở thiệt, nhưng mà nó ngon hơn phở thiệt, rồi nó không có cái mùi phở bò, mùi phở bò thật ra mình không ăn được cái mùi phở bò, nó hơi lắm. Cái mùi phở này là của cái vị liên phở, vị liên phở thơm. Xong rồi cho thêm tiêu nè, hành lá với hành tây vô là ra cái mùi phở. Ở đây bán phở chắc ngon. Để cái nước ngon mà chắc là tôi hỏi ngon. Thank you.
chán xích này đỡ không nuốt nổi, không không nuốt nổi luôn. Còn lấy chén súp này nữa đi. Cho chén súp này nữa hả? Dạ. Đây, chả nó mắm lại, ăn nó xuống. Chụp ngon qua lấy thêm chén nữa. Chịu không nổi luôn. Rồi, để từ từ không? Dạ. Đâu, cái này của bàn cũ á. À, vậy hả? Con là vậy thôi nè. À. Con là vậy nè. Đó, mới kêu chán rồi, giờ thấy đi xa về mệt quá, không có súp chịu nổi. Tiêu thôi, chỉ có tiêu với hành, với tay á, vậy á, với cái nước phở mà ăn ngon dễ sợ. Với lại mình đang đói lòng mệt, thấy ngon. À, nhờ có súp ở đây mà mình mới ăn hết được dĩa cơm này, thôi là thua luôn. Thank you.
cơm tấm nè, nó vừa tinh tế à, nó ngon ngon à, cứng luôn, nó thằng khó không sống nhưng mà nó không cứng, nó queo à, bán cái gạo tấm nó ngon. Làm cơm đừng có tiếc, đừng có tiếc mà bán cơm tấm dùng cái tấm không có ngon, làm cho cái dĩa cơm không ngon, hoặc là bán cơm ít một chút nhưng mà nó mềm ta nuốt được, nhưng mà nó dở cứ ngắt xô queo làm sao mà nuốt nổi. Đây là đang uống nhiều phở cơm có chừng quá là cái đường Phạm Văn Đồng cái đường về xanh này là do để nó dưới vô nên nó có cái màu màu xanh.